kể cung cấp vũ khí cá nhân dành riêng cho lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ tác chiến tại chiến trường Việt Nam. Các nhà sản xuất vũ khí đã phát triển phiên bản cạc pin, loại thu ngắn nòng của các súng trường tấn công từ mẫu M16 được định danh là Col-15. Bán súng của Col-15 là loại bán tùy chỉnh được độ dài bằng chất dẻo tổng hợp, còn ốp tay vẫn dạng tam giác và lo che lửa đầu nòng vẫn là loại ba ngạnh giống như trên bản gốc. Dựa trên khẩu Col-15 này, Mỹ đã chế thêm khẩu Col-15 AFSR, vũ khí phòng vệ chuyên dành cho phi công máy bay khi bị bắn hạ, với ốp tay và bán súng dạng ống tròn, tay cầm súng bị cắt ngắn. Kết quả thực chiến của Col-15 trên chiến trường đó là tốc độ bắn nhanh, cực kỳ chính xác, gọn nhẹ và độ tin cậy cao. Tuy nhiên, khiếm khuyết của khẩu súng đó là nòng lo che lửa làm lóa mắt xạ thủ khi khai hỏa vào ban đêm và khai báo cho quân địch biết vị trí của mình. Hãng Khô đã giải quyết vấn đề này bằng cách thiết kế là loại che lửa mới, dài hơn, đồng thời ốp tay cũng là loại dạng tròn. Phiên bản này được đặt tên là Khô Commando 609. Chúng chính thức được quân đội Mỹ chấp thuận đưa vào sử dụng với tên gọi XM-177E1. Đến những năm 1967, hãng Khô có phiên bản cải tiến nhẹ với việc kéo nòng dài từ 10 đến 11.5 inch và được quân đội Mỹ sử dụng với tên gọi XM-177E2. Sau này, với sự ra đời của M16A2 và M16A3, hãng Khô cũng cải tiến dòng súng Commando này. Hiện tại các mẫu carbine này vẫn được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ và lực lượng các quốc gia khác. Về mặt kỹ thuật thì các phiên bản XM-177 tương tự như thiết kế của M16, làm bằng nhôm nhẹ, trích khí trực tiếp, khóa nòng xoay. Bán rút bên trong là ống kim loại. Bình thường băng đạn của dòng súng này là loại 20 và 30 viên của M16, nhưng cũng có loại băng đạn trống kép chứa được 100 viên đạn. Sau chiến tranh, quân đội Việt Nam đã thu được một số lượng lớn XM-177 và hiện tại chúng đã được sửa chữa để có thể tiếp tục phục vụ trong các lực lượng trinh sát cũng như các lực lượng khác trong quân đội Việt Nam.